công ty kim loại G7 chuyên nhập khẩu kim loại cao cấp từ các nước G7, EU, G20. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm inox, nhôm, đồng, thép, titan, nickel và các loại hợp kim khác. Chúng tôi có thể nhập nhỏ lẻ theo yêu cầu của khách hàng với thời gian nhanh nhất. Thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi thể hiện trên màn hình và trong phần bình luận của video. Tiếp nối hành trình của cuộc hành quân Đông Tiến 2 do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, chiến dịch của chúng đã bị lộ tẩy và bắt đầu đi vào ngõ cụt. Trong cơn cùng quẫn, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn đã cố gắng tìm mọi cách nhằm thoát khỏi tình thế éo le này. Thế nhưng, ý trời đã định, chúng đi từ cạm bẫy này sang thất bại khác. Hãy cùng tìm hiểu về cái kết của chiến dịch này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Tương kế, tự kế. Sau trận chạm súng đầu tiên, kể từ khi nhóm phản động đặt chân lên đất Lào, dẫn tới việc dân đoàn viên Trần Văn Áo bị bắt, rồi tiếp theo là cuộc tập kích khiến dân đoàn viên Nguyễn Văn Hòa bị thương, Hoàng Cơ Minh cùng bộ chỉ huy chiến dịch đã hiểu rằng yếu tố bất ngờ giờ đây không còn nữa. Điều nguy hiểm nhất là từ sự khai báo của Nguyễn Văn Áo, bộ đội cách mạng Lào hẳn sẽ biết rõ sự có mặt của Hoàng Cơ Minh, cũng như nhóm phản động gồm có bao nhiêu người, vũ khí trang bị có những gì, tình hình lương thực ra sao. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ thông báo cho chính quyền Việt Nam biết về mục đích của nhóm phản động. Và như vậy, Hoàng Cơ Minh bị đặt vào thế lưỡng đầu thọ địch. Một điều bất lợi nữa, theo hợp đồng thì nhóm thổ phỉ Lào sẽ chỉ dẫn đường cho bọn phản động đến địa phận tỉnh Salavan, tiếp giáp tỉnh Sê Công, vì chúng không dám đi sâu hơn. Nghe chúng trao đổi với nhau, Hoàng Cơ Minh biết rằng chỉ nội ngày mai thôi, nhóm thổ phỉ Lào sẽ rút đi. Tuy nhiên, từng là phó đề đốc trong quân đội Sài Gòn, Hoàng Cơ Minh ít nhiều cũng hiểu về binh pháp. Tiến hành họp với bộ chỉ huy, y vạch ra một chiến thuật mang tên tương kế, tự kế. Đó là cho Nguyễn Văn Hòa cùng chủ tịch mặt trận quốc nội Nguyễn Thế Minh theo nhóm thổ phỉ Lào quay lại Thái Lan. Động tác này có thể sẽ khiến toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào tưởng lầm là bọn phản động đã từ bỏ ý đồ xâm nhập và sẽ chỉ bám theo toán đó rồi tấn công nhóm thổ phỉ chứ không tiếp tục truy đuổi. Và như vậy, nhóm thổ phỉ cùng với Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thế Minh sẽ trở thành mồi nhử, thành bia đỡ đạn cho cuộc đồng tiến. Đêm hôm đó, nhóm phản động không dám nổi lửa nấu cơm mà chỉ nhai mì tôm sống cầm hơi. Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ sau khi cùng Hoàng Cơ Minh xem lại bản đồ thì gã đồng ý cho Nguyễn Văn Hòa và chủ tịch mặt trận quốc nội Nguyễn Thế Minh cùng đi theo chúng quay lại biên giới Lào Thái. Mờ sáng, khi sương mù còn dày đặc, cả bọn lên đường khiêng theo Nguyễn Văn Hòa trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vì mất máu. Nhưng rất nhiều năm sau đó, chẳng ai còn nghe được tin tức gì về Minh và Hòa. Mãi tới năm 1998, một thông tin nhỏ mới được tiết lộ trên một tờ báo của người Việt ở Mỹ. Đó là một nông dân Lào khi vào rừng chặt cây làm nhà đã gặp bọn phỉ đang rút lui. Nghe chúng nói chuyện rằng tự dưng phải lãnh cái của nợ là khiêng theo Nguyễn Văn Hòa, nên chúng đã hạ sát y. Mà nếu đã hạ sát Hòa thì dĩ nhiên là phải sát hại luôn cả Nguyễn Thế Minh. Trở lại câu chuyện xâm nhập, khi nhóm thổ phỉ vừa đi khỏi, Hoàng Cơ Minh cho các quyết đoàn giải ra, hình thành những cụm phòng ngự với mệnh lệnh súng ống trên tay sẵn sàng chiến đấu. Không nấu cơm, không ra suối lấy nước, không giăng võng hay dựng lều. Suốt buổi chiều, rồi cả đêm, bọn phản động thức trắng trong tâm trạng lo âu vì sợ bị tập kích. Gần sáng, nghĩ là đã đánh lừa được toán truy đuổi, cả bọn lục tục kéo nhau lên đường. Đi khoảng 30 phút, quyết đoàn trưởng quyết đoàn Anh Dũng là Khu Xuân Hưng nhận được tin báo rằng dân đoàn trưởng Hà Hoài Hùng đã bỏ trốn cùng với chiếc ba lô đựng tiền, vàng của cả quyết đoàn. Đây là trường hợp bỏ trốn thứ hai khiến Khu Xuân Hưng rất hoang mang, vì từ lâu Hà Hoài Hùng vẫn được Hoàng Cơ Minh tin cậy. Vì thế, một mặt gã cử người lên bộ chỉ huy báo cho Hoàng Cơ Minh, mặt khác gã sai 4 dân đoàn viên quay lại tìm Hùng với mệnh lệnh
nếu không vạ về được thì lấy chiếc ba lô rồi bắn bỏ. Nhưng bốn gã dân đoàn viên vừa quay lưng đi thì có tiếng AK và B-40 nổ dồn dập ở phía xa. Điều này chứng tỏ rằng bộ đội cách mạng Lào vẫn bám theo nhóm phản động, và Hà Hoài Hùng trên đường bỏ trốn rất có thể đã gặp họ. Từ đó cho tới khi bị đánh tan tác, chẳng ai còn nghe được tin tức gì về gã Hà Hoài Hùng. Đã là ngày thứ 10 của cuộc xâm nhập mà nhóm phản động vẫn chưa tới được tỉnh Sê Công vì thiếu người dẫn đường. Sự di chuyển dựa vào những tấm bản đồ do quân đội Mỹ vẽ từ năm 1972. Vì thế, có những đoạn chỉ cần lộ xuống khe rồi đi vòng chừng 6 tiếng là đã vượt qua được cả dãy núi, nhưng chúng lại phải treo đèo lộ suối suốt 2 ngày. Lương thực càng lúc càng cạn. Bữa cơm một phần gạo thì có tới 3 phần củ rừng. Quần áo không được giặt nên bốc mùi hôi hám. Hầu hết thì đều bị ghẻ do muỗi đốt, vắt cắn. Việc Hà Hoài Hùng bỏ trốn rồi sau đó nổ súng khiến Hoàng Cơ Minh hiểu rằng kế Dương Đông kích Tây đã thất bại. Sáng ngày thứ 12, trong khi các dân đoàn viên, kẻ thì loay hoay tháo võng, kẻ thì nấu cơm, bất ngờ có tiếng súng nổ dồn dập từ phía quyết đoàn đi đoạn hậu. Lợi dụng lúc bọn phản động đang chuẩn bị di chuyển, toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào bất ngờ tập kích rồi nhanh chóng biến mất. Kiểm điểm lại, chỉ có Huỳnh Văn Tiến bị thương nặng vì mảnh của B-40. Y tá Lý Hổ được gọi tới, nhưng trước khi đến, Ủy viên Trung ương Mặt trận Nguyễn Huy đã kéo Lý Hổ ra một góc, nói nhỏ vài câu. Bằng vết thương cho Tiến xong, Lý Hổ trích cho gã một mũi thuốc. Vài phút sau, Tiến nấc lên, mắt trợn ngược. Lúc này, cả nhóm phản động thuộc quyết đoàn Anh Dũng đều biết rằng Huỳnh Văn Tiến đã bị trích thuốc cho chết để khỏi trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Thi thể của Huỳnh Văn Tiến được bọc trong một mảnh ni lông, kéo lá rừng phủ lên vì chẳng còn thời gian đào huyệt. Sau khi bị tập kích, nhóm phản động được lệnh đi nhanh hơn, nhưng tốc độ xem ra cũng chỉ được khoảng 3 km mỗi giờ. Một phần vì địa thế hiểm trở, phần nữa là vừa đi vừa gió dẫm. Suốt buổi sáng, tình hình yên tĩnh, nhưng tới giữa trưa, đột ngột từng loạt đạn súng cối nổ tung giữa đội hình quyết đoàn Anh Dũng. Lúc này, bọn phản động đang ở trên một đỉnh núi. Khi này chẳng còn tên nào có đủ sức phản kháng mà bắn trả nữa, nên chỉ biết cắm đầu mà chạy. Ngày tàn của cuộc xâm nhập. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch Đông Tiến 2, nhóm phản động Hoàng Cơ Minh chỉ còn chưa đầy 40 tên. Hầu hết đều bị thương hoặc kiệt sức vì đói. Lương thực mang theo đã cạn kiệt, nên nhiều tên dù muốn trốn cũng chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, các bản án tử hình mà Hoàng Cơ Minh thi hành với đồng bọn khi phát hiện âm mưu đảo ngũ cũng đã làm bọn chúng kinh sợ. Trên đường hành quân, Hoàng Cơ Minh còn cho các quyết đoàn trưởng, dân đoàn trưởng được quyền sát hại những tên thương binh như Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Anh Điền, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, v.v. hoặc bỏ mặc nằm chết giữa đường để khỏi phải khiêng, phải cáng. Sáng ngày 24, nghĩa là đúng 1 tháng 6 ngày kể từ khi chiến dịch Đông Tiến 2 bắt đầu, bọn phản động đã tiến gần tới bản Phón thuộc tỉnh Salavan. Đêm hôm trước lại có thêm 3 tên bỏ trốn là Phạm Hoàng Tùng, Hà Văn Lâm và Đặng Quốc Hùng. Ở bản Phón, từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy vài nóc nhà. Đinh Văn Bé khi đó được đưa lên làm quyết đoàn trưởng, đã đề nghị Hoàng Cơ Minh cho 2 dân đoàn viên vào bên trong bản để mua lương thực với mệnh lệnh không mua được thì cướp. Tài sản duy nhất mà chúng còn lại là 5 chỉ vàng do Hoàng Cơ Minh giữ, được lấy ra đưa cho Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miền. Cũng cần nhắc lại, khi thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, bên cạnh hệ thống kinh tài là chuỗi những tiệm phở hòa, thì Hoàng Cơ Minh và nhóm cầm đầu như Hoàng Cơ Định, Phạm Văn Liễu, Nguyễn Kim còn tổ chức nhiều đợt quyên góp trong cộng đồng người Việt hải ngoại dưới chiêu bài ủng hộ kháng chiến. Và nếu ai không đóng góp thì bọn chúng chụp cho cái mũ là cộng sản nằm vùng, rồi cho tay chân hành hung, hăm dọa, thậm chí là cả ám sát. Mà cụ thể là phi vụ sát hại vợ chồng nhà báo Lê Chiết, khi ông Chiết cho đăng tải loạt bài vạch trần sự bịp bợm của Mặt trận Hoàng Cơ Minh.
tổng số tiền mà bọn Hoàng Cơ Minh thu được, theo số liệu của Cục Điều tra Liên bang và Sở Thuế Mỹ sau này, là khoảng 10 triệu đô. Phần lớn, số tiền này ngoài việc chui vào túi bọn cầm đầu, chúng còn dùng để ăn chơi, du hí ở Nhật, Pháp, Thái Lan hay Đức bằng hình thức là đi công cán, cũng như để mua lương thực, vũ khí, mua vàng cho các chiến dịch đồng tiến. Sau khi chiến dịch bị đánh tàn nát, Hoàng Cơ Minh phải đền tội. Một số tên cầm đầu còn lại lặng lẽ lấy tiền chia nhau, mua cổ phần trong những công ty chứng khoán hoặc lập những đội tàu đánh cá, và nó nghiễm nhiên trở thành tài sản riêng của họ. Cầm 5 chỉ vàng, Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miền đã xuống núi. Nhưng mới đi được chưa đầy 50 mét thì một đòn AK lại vang lên đanh gọn, khiến Trần Văn Yên chết ngay. Cùng lúc, tứ bề nổ súng giòn, cả tiếng AK và tiếng đạn cối, đạn sơn pháo. Huỳnh Văn Miền bèn lủi vào một hốc đá, giơ khẩu M16 lên bắn bừa. Ở phía trên, Hoàng Cơ Minh lăn xuống khe suối cạn, cánh tay trái máu tuôn xối xả vì mảnh đạn cối ghim phải. Trên gành đá bờ suối, dân đoàn viên Tạ Hoàng Thiện lãnh nguyên một quả M79 nổ tung vào mặt. Khoảng 40 phút sau, tiếng súng im hẳn, bọn phản động có 6 người chết, bị thương 3 người, còn vài tên bỏ trốn hoặc chạy lạc. Thuốc men hầu như chẳng còn gì, nên cánh tay của Hoàng Cơ Minh chỉ được băng bó bằng một miếng rẻ xé ra từ chiếc khăn rằn cuốn cổ. Kiểm điểm lại, chúng chỉ còn lại đúng 26 tên, trong đó thì 4 tên không có vũ khí vì chúng đã vứt bỏ khi tháo chạy. Đạn dược thì cũng vậy, mỗi tên chỉ còn chừng 3 băng với vài quả lựu đạn. Đây là lần đầu tiên bọn phản động nhìn thấy Hoàng Cơ Minh mặt mày tái mét, tay chân run rẩy, mắt mở trừng trừng. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Lợi dụng thời tiết, Hoàng Cơ Minh ra lệnh cho nhóm phản động nhanh chóng rời khỏi con suối, lúc này đã ngập nước, bỏ mặc 3 tên bị thương nằm lại với đất trời. Sẩm tối, chúng phát hiện ra một hang đá, cả bọn chui vào ẩn náu. Nếu không kể những tên từ Mỹ, Pháp, Nhật, Đức trở về, thì hầu hết dân đoàn viên đều là những tên vượt biên. Trong đó không ít là các sắc lính trong quân đội Sài Gòn và các trại tị nạn CQ ở Thái Lan, rồi được Hoàng Cơ Minh tuyển mộ với lời hứa sẽ cho đi định cư tại Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tới giờ phút này, chẳng còn tên nào còn nghĩ nổi giấc mơ được tới Mỹ, mà chỉ mong thoát khỏi vòng vây của bộ đội Lào. Mưa suốt cả ngày hôm sau, và có lẽ cơn mưa cũng gây khó khăn cho bộ đội cách mạng Lào, nên chúng tạm thời yên ổn. Đói quá, một vài tên liều mạng bỏ ra ngoài hái mấy mớ rau rừng về luộc. Tâm trạng tuyệt vọng khiến cả bọn hầu như chẳng còn suy nghĩ gì. Chúng đốt lửa sáng rực, vừa để hong khô những bộ quần áo, vừa để đỡ lạnh. Vết thương trên cánh tay nhiễm trùng khiến Hoàng Cơ Minh lên cơn sốt. Y nằm co quắp trong một góc, chẳng chiến hữu nào còn để ý tới y. Tất cả chỉ lo cho mạng sống của mình. Nhiều tên thì thào với nhau rằng nếu bộ đội Lào tiến vào đánh, chúng sẽ đầu hàng hết. Sáng ngày 28 tháng 8, trời tạnh, khoảng 9 giờ, Hoàng Cơ Minh ra lệnh lên đường. Trước lúc di chuyển, y nói với đám tản quân rằng ai có thể quay về đất Thái thì cứ về. Chẳng phải y tốt lành gì, nhưng có lẽ y nghĩ tới phát súng ân huệ của đồng đội khi cánh tay y sưng to vì nhiễm trùng, đi phải chống gậy. Nhưng về thế nào được nữa, khi tấm bản đồ duy nhất đã nằm lại cùng với thi thể của Trương Ngọc Ni. Cả bọn dò dẫm ra khỏi cửa hàng. Sau cơn mưa, vắt xuất hiện nhiều, vươn mình bám chặt vào những ống chân khẳng khiu, ghẻ lở. Nhưng chẳng tên nào còn tinh thần mà gỡ. 9 giờ 30 phút sáng, trời không có nắng, liền quang cảnh vẫn âm u. Đám tàn quân nặng nề lê bước, nhưng không phải là tản ra theo đội hình vừa đi vừa sẵn sàng nổ súng như những ngày đầu, mà co cụm lại với nhau. Qua một trảng cỏ tranh trống trải, chúng cũng chẳng buồn ngụy trang vì đối với nhiều tên trong bọn, cái chết khi này chính là sự giải thoát. Còn bị bắt thì coi như được tái sinh lần thứ hai. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã tuyên bố là cho phép nhóm phản động được trở về đất Thái, nhưng chẳng tên nào dám công khai quay lưng. Bởi lẽ đường xá thì không dành, lương thực thì chẳng có, lại thêm bộ đội cách mạng Lào lúc ẩn lúc hiện, nên chúng không còn cách nào khác là bám theo bầy đàn. Sau này, trong trại giam, dân đoàn viên Nguyễn Văn Đức có kể lại: kể cả Hoàng Cơ Minh, chẳng ai còn tinh thần,
và cũng chẳng ai có một tí hy vọng gì về cuộc đông tiến. Trước lúc lên đường, ông Minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về các khu chiến quốc nội, về các đường dây xâm nhập, về các trạm dưỡng quân được thiết lập từ nhiều năm trước. Thực tế cho thấy Hoàng Cơ Minh chỉ giỏi nói dắp, giỏi đánh lừa. Đi chừng được 1 km nữa, lúc cả bọn đang dò dẫm bước xuống những tảng đá trơn trượt thì tiếng súng lại vang lên. Võ Hoàng, tổng thư ký Hội Văn Nghệ Sĩ Mặt Trận, đã bị một quả M79 táng thẳng vào đầu. Nguyễn Văn Đầu, tên còn khỏe nhất, đeo ba lô đựng quần áo tài liệu của Hoàng Cơ Minh, lĩnh nguyên một loạt AK vào bụng. Quyết đoàn phó Trần Đế vừa giơ súng bắn bừa, vừa kéo Hoàng Cơ Minh xuống con suối cạn, là điểm tiếp giáp giữa hai ngọn núi. Dân đoàn trưởng Đinh Văn Bé có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cơ Minh và Nguyễn Tấn Phát, dân đoàn viên nhỏ tuổi nhất, mới có 16 tuổi, cũng vội vã lao theo. Bộ đội cách mạng Lào đã tràn tiếp xuống và tiếp tục bắn dân đoàn phó Nguyễn Vĩnh Lộc trúng đạn, dãy đành đạch. Dân đoàn trưởng Võ Văn Tuấn ngã gục như thân chuối bị phạt ngang. Biết là chẳng còn làm gì được nữa, Hoàng Cơ Minh rút khẩu súng ngắn Browning đeo bên mình, kê lên thái dương và bóp cò tự vẫn. Ủy viên Trung ương Nguyễn Huy cũng tự vẫn. Riêng Lưu Minh Hưng, ủy viên mặt trận, khi vừa buông chốt quả lựu đạn ra định ném thì bất ngờ lựu đạn nổ, thiệt mạng ngay tại chỗ. Số còn lại đa phần bị bộ đội Lào bắt và đưa về Việt Nam. Cuộc hành quân do trùm phản động chấm dứt khi còn chưa kịp đặt chân tới đất Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 1987, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử những tên phản động trong nhóm Hoàng Cơ Minh do Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lào chuyển giao, vì mục tiêu của chúng là xâm nhập, bạo loạn, lật đổ nhà nước Việt Nam. Chúng đã lĩnh án từ 3 năm tù tới chung thân. Tổng cộng trong số 130 tên xâm nhập, có 83 tên chết, 19 tên bị bắt, số còn lại thì bỏ trốn khi đang trên đường xâm nhập. Năm 1990, khi tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều biến động, hí hưởng tưởng rằng thời cơ đã tới, quyết đoàn trưởng mặt trận Hoàng Cơ Minh là Đào Bá Kể, nguyên sĩ quan binh chủng nhảy dù quân đội Sài Gòn, đã tiếp tục dẫn thêm 30 tên khác mở cuộc đông tiến 3. Nhưng cũng giống như nhóm phản động do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, chiến dịch đông tiến 3 cũng bị đánh tàn tác. Nhiều tên chết, nhiều tên bị bắt, trong đó Đào Bá Kế lĩnh án tù chung thân.